Ông đâu rồi? Bà đâu rồi? Minh đâu rồi? Đấy. Gà, ông đang làm gì đấy? Ông này. Ông đấy. Con đi ra với ông đi. Cứ để đấy cho nó mát đã bố. Cho vào ngày nó đi nó chặt bô ăn mọc. Bô bên kia cơ mà. Nó mọc về kia này. Ông đâu rồi? Ông này. Bà đâu rồi? Mẹ. Cô Chu đâu rồi? Đâu rồi? Nước đâu? Con chỉ nước đi. Nước của mình ở đâu? Nước ở kia kìa. Đấy. Con lấy nước cho mình nha.